Và sau đây là thông báo của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ. Mời quý vị tham dự buổi hội thảo với chủ đề Làm thế nào để trở thành công dân Hoa Kỳ. Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, gọi tắt là USCIS, kính mời quý vị tham dự buổi hội thảo miễn phí hoàn toàn bằng tiếng Việt về các thể thức và tiến trình nhập tịch. Nhân viên đại diện của USCIS sẽ trực tiếp trả lời các câu hỏi bằng tiếng Việt của quý vị liên quan đến việc trở thành công dân Hoa Kỳ. Ngày giờ vào ngày thứ Năm, 21 tháng 2, 2013, từ 2 giờ đến 3 giờ 30 chiều giờ Thái Bình Dương, quý vị có thể tham dự bằng cách đến và hiện diện tại Sở Di trú USCIS ở Santa Ana, địa chỉ số 34 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA 92701, hay là gọi điện thoại số 1-888-989-4980 với mật khẩu giao tiếp, hoặc trực tiếp qua trang web tại www.uscis.gov/live/giao tiếp. Và trong chương trình ngày mai 20 tháng 2 2013, mời quý vị đón xem buổi phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi để tìm hiểu về hội thảo sẽ được tổ chức vào 2 giờ chiều thứ Năm 21 tháng 2 tại Nam California do Nguyễn Quốc Hùng thực hiện với bà Kim Chi Nguyễn, nhân viên Sở Nhập tịch và Di trú của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.